Xin chào bạn, mình là bên CNN Movies. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách đấu nối Movies HC với nguồn điện tổ ong và công tắc đảo chiều. Movies HC là loại Movies có cấu tạo chắc chắn, bền bỉ, bánh răng bằng kim loại, phù hợp với những ứng dụng đòi hỏi tải trọng lớn, sử dụng trong môi trường công nghiệp, nội thất xây dựng hoặc là chế tạo. Movies CNN Movies luôn có tem nhãn ghi rõ CNN.com. Các bạn lưu ý để tránh phải mua hàng giả, hàng nhái. Trên tay mình đây là Movies HC với hành trình 100mm, tải trọng 6000N và tốc độ là 5mm/s. Còn đây là hành trình 200mm. Tải trọng 3000N, tốc độ sẽ là 10mm/s. Đối với tải trọng càng lớn thì tốc độ càng tốt. Và bên đây là hành trình 500mm, rất dài. Để đấu nối được, các bạn cần chuẩn bị những dụng cụ như sau. Đầu tiên là 3 đoạn dây tua vít kéo. Các bạn có thể sử dụng các cái đầu cốt để đấu nối chắc chắn hơn, đầu bấm cốt hoặc là kiềm tuốt dây. Đây là công tắc đảo chiều 6 chân màu đỏ, dòng tối đa là 15A, nguồn tổ ong 24V 10A. Các bạn lưu ý nên lựa chọn những nguồn phù hợp với công suất của xi lanh. Mình đã đấu xong 3 xiên điện song song với hai đầu của công tắc đảo chiều và bọc bằng dây cách điện như hình. Giờ chúng ta sẽ chạy thử. Sau đây mình sẽ cho chạy thử demo. Đây là công tắc đảo chiều đang ở vị trí chính giữa. Các bạn gạt lên hoặc gạt xuống để đảo chiều động cơ. Gạt về giữa để dừng lại và gạt ngược lại để đảo chiều. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách đấu nối Movies HC và nguồn điện tổ ong công tắc đảo chiều. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.